chào các bạn. Chào các bạn. Mình là Ngọc. Mình là Hương. Đây là bà xã tôi. Bà xã tôi đó. Thì tụi mình đang ngồi ở cái quán cà phê và nhận được những cái câu hỏi của mọi người về InfusionSoft. Thì nghĩ bảo làm sao để có thể hỗ trợ mọi người tốt nhất nhỉ? Có một cách rất là đơn giản, đấy là mình sẽ tạo ra cái trang membership đó, và ở trong cái membership này thì mình sẽ làm những cái clip và có những cái bài học nói về từng module, từng cái tính năng của InfusionSoft và cách thức mà chúng ta dùng nó như thế nào. Và hiện tại thì bạn thấy là mình đang ngồi trong quán cà phê và quảng cáo dùng cho bác Highland chút, có nghĩa là chúng ta có thể làm InfusionSoft ở trong một quán cà phê. Nếu như tôi có thể làm được điều đó thì bạn cũng có thể làm được điều đó. Chúng có thể áp dụng điều này ở khắp mọi nơi. Bạn đừng sợ rằng InfusionSoft là quá phức tạp, quá khó. Nhưng mà nó không phức tạp, không khó, điều đó không có nghĩa là nó không làm được gì, mà nó có thể giúp cho bạn kinh doanh ở quán cà phê giống như chúng tôi đang ngồi ở đây làm nhập. Và sao tôi đồng ý có nghĩa là ok rồi đó. Đó. Vì vậy nếu như bạn đang quan tâm muốn học sâu hơn và làm chủ InfusionSoft, hãy dành thời gian đi thăm hết toàn bộ cái vùng membership này. Đó là một thế giới vô cùng tuyệt vời. Và nếu như bạn đã gọi là khai phá từng ngóc ngách, từng cái vị trí ở trong cái thế giới membership của InfusionSoft mà chúng tôi đang xây dựng mà bạn thấy nó vẫn chưa thỏa mãn, bạn thấy nó chưa đáp ứng được những yêu cầu của bạn, hãy nhớ là ở cái góc nào đó, bên này hoặc bên này, ở trên hoặc dưới, tôi không biết là ở chỗ nào, nhưng mà chắc chắn là sẽ có cái cổng chat và bạn hãy gửi thông điệp đến cho chúng tôi, nói về những yêu cầu cụ thể của bạn, và tôi cùng với bà xã của mình cùng với các chuyên gia và đội ngũ sốc quản lý InfusionSoft Việt Nam sẽ có những câu trả lời để giúp cho bạn giải quyết được vấn đề của bạn. Và mục tiêu vô cùng quan trọng là chúng tôi thực sự muốn rằng bạn làm chủ InfusionSoft, và không chỉ đơn giản là làm chủ InfusionSoft mà bạn còn có thể đưa InfusionSoft vào trong công việc kinh doanh của mình. Nhưng mà đó vẫn chưa phải là mục tiêu cuối cùng, mà làm cho công việc kinh doanh của bạn phát triển. Nhưng mà đó vẫn chưa phải mục tiêu cuối cùng, mà làm cho bạn có nhiều tiền. Và đó cũng chưa hẳn là mục tiêu cuối cùng, và bạn phải có nhiều thời gian. Có nghĩa là chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc, giàu có, tự do, và bạn có thể thoải mái muốn làm gì thì làm. Chúc các bạn thành công, và hãy nhớ khám phá từng ngóc ngách của cái vùng membership vô cùng tuyệt vời này, và hãy dùng InfusionSoft một cách thật hiệu quả. Bye bye.